Chào bạn, quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình nha. Thì hôm nay Lĩnh sẽ làm một clip thông báo với anh em là cái gắp Rapido lắp chỗ size 150 đã về hàng các bạn nha. Thì trên tay Lĩnh đây đang cầm cái gắp đây. Thì cái gắp này quá là quen thuộc đúng không các bạn? Thì là cái hàng này ấy, là cái hàng mà lắp zin chỗ size 150 và đã cháy hàng cách đây 6 đến 7 tháng rồi. Rất là nhiều anh em hỏi, thậm chí cả trăm mấy trăm anh em hỏi luôn về cái gắp này. Thì hôm nay đã về hàng các bạn nha, sau 7 tháng không có hàng. Thì lần này về hàng đã đủ màu cho các bạn. Thì trên tay Lĩnh đây là cầm là bộ gắp Rapido màu đen. Thì cái bản lần này công ty Dragon làm ấy thì là sẽ không bỏ cái chữ Rapido đi mà thay thế bằng chữ Zidoma này. Đấy thì cho nó cái tên thương hiệu Zidoma cho nó quen thuộc các bạn nhá. Đấy thì anh em nhìn thấy gắp không? Gắp này gắp thu nhỏ của gắp R6 anh em ạ. Đấy hai bên đây. Hai bên đây. Đó gắp này gắp thu nhỏ gắp R6 các bạn nhá. Cái này anh em mình về lắp zin chỗ size 150. Đấy thì sẽ gồm 3 màu. Màu đen, đen này đen nhám. Màu vàng nhám. Tất cả bên này nữa là màu bạc. Đều là màu nhám các bạn nhé, bạc nhám các bạn ạ. Thì ở cái phần gắp lần này ấy, là sẽ đẹp hơn lần trước. Là vì là tất cả cái gắp lần này là sẽ là xi màu chứ không phải sơn các bạn nhé. Xi màu cho nên là cái lớp màu của các bạn sẽ không bao giờ bị tình trạng bị bong chóc như gắp lần trước nữa. Mình nhắc lại các bạn là gắp này là gắp xi màu cho nên là cái chất lượng nó sẽ hoàn hảo trọn đời theo các bạn nhé. Không lo bong chóc. Thì anh em có thể nhìn thấy này. Đấy, nhìn gần đây anh em có thể nhìn gần nhá. Đấy, đây gắp màu đen Zidoma các bạn nhá. Háng này rất rộng. Háng này rất rộng. Háng rất rộng, anh em có thể lên được gắp lốp 160 các bạn nhá. 160 thoải mái luôn. Kèm theo gắp thì có thêm cái phần tăng xích này. Tăng xích này, tăng xích rất là đẹp nhá. Tăng xích phân khối lớn. Trục cốt. Đây trục cốt. Đấy về các bạn chỉ việc lắp bánh và các bạn dùng như zin thôi. Đấy, nếu như mà anh em có điều kiện ấy thì anh em mình sẽ lên cho Lĩnh cái cặp mâm to cho nó hợp với các bạn nha, còn không thì anh em mình vẫn lắp như zin, tức là gắp tất cả pad heo, vành zin, đĩa zin như zin hết các bạn. Đấy thì đây là gắp màu vàng này anh em này. Gắp màu vàng. Đây màu vàng này. Đấy, rất là nhiều anh em thích chọn màu vàng. Ở đây có cả cái phần ốc này để lắp cái pendant. Đấy các bạn có thì các bạn lắp vào, không thì anh em để không cũng được. Hoặc anh em có thể trang điểm thêm một số cái chi tiết ốc ở đây cho đẹp. Cái phần pad heo này, đấy tất cả như zin anh em nhìn mối hàn này, đẹp không? Rất đẹp nhá. Háng rất rộng. Gắp mô tô mà ở đây thì có thêm hai cái phần căn lắp phuộc đầy đủ hết, cao su gắp tất cả đầy đủ. Tiếp theo là đây là màu bạc này các bạn này, đây màu bạc này anh em này, quá đẹp luôn, rất là sang đó, màu bạc đây anh em nhìn đâu, màu bạc các bạn nhá. Đấy anh em có thể nhìn thấy nó ở từ xa đi, nhìn cái gắp nó rất là đẹp luôn này anh em này, đó gắp rất là đẹp, gắp mô tô kiểu dáng của R6. Tiếp theo Lĩnh giới thiệu anh em một cái gắp Zidoma nữa. Cái gắp Zidoma này là màu xanh, bản limited luôn đấy các bạn ạ. Màu xanh này rất là hiếm các bạn nhá. Lĩnh về được có 4 cây thôi cho nên là anh em nào muốn chơi cái gắp này, nó nhỏ hơn cái gắp kiểu dáng R6 này. Gắp này nó nhỏ hơn này anh em này. Đấy vẫn là Zidoma. Đấy, lắp cũng như zin cho size 150 các bạn nhá. Chụp cốt đầy đủ hết như zin cho size 150. Đấy thì gắp này nó đang ở trên cái chiếc xe ở Hải Dương ấy. Thì chiếc xe mà Lĩnh độ theo phong cách mà bạn ấy độ xe cho người yêu đi học đấy anh em xem video 2 triệu view chưa các bạn. Đấy thì gắp này như vậy các bạn nha. Kèm theo đó thì hôm nay Lĩnh muốn giới thiệu anh em cũng về theo lô gắp này là cái dòng mâm của Asiro về đủ các bản các bạn nha. Asiro của công ty Dragon sản xuất, hàng vành này đều ở hành 1 năm các bạn nha. Thì trên tay đây là đang cầm cái bản vành 2.5. Bản vành 2.5. Đấy màu đen, đen bạc như này. Đó, đen bạc các bạn nha. 2.5 là đằng trước, đằng sau là 4.0 này anh em này. Đằng sau là 4.0. Đó, thì cặp này các bạn về lắp như zin với size 150, không cần phải thay gắp thay phuộc, lắp như zin các bạn nhá. Bản này là bản 4.0 thì các bạn về các bạn lắp như zin nhá. Bản này sẽ có 3 màu, màu đen xám này, màu vàng này đấy và màu đỏ đen như này đấy, thì 3 màu các bạn nhá. Đấy thì màu thì Lĩnh không mang đây, thì Lĩnh chỉ mang trưng bày một cái thôi. Đây là cái bản 4.0 đấy, anh em có thể nhìn cái bản này đó. Cái này thì anh em mình 2.5 4.0, cái này thì các bạn về lắp như zin. Tiếp theo là Lĩnh muốn giới thiệu anh em một cái sản phẩm vành Asiro
bản 3.0 đằng trước siêu to cho anh em mình lên thích lên lốp bự. Siêu to 3.0 đằng trước. 3.0 đằng trước. Đây các bạn này, 4.0 đằng sau. Anh em nhìn không? So sánh nó to bự luôn. Đấy thì anh em nhìn này, mâm ACO thì các bạn quá là quen thuộc rồi, nhưng mà cái hàng đang cháy mấy tháng nay rồi, hôm nay đã về hàng đây anh em. Bản này bản một đĩa các bạn nhá. Bản một đĩa. Tiếp theo Lĩnh giới thiệu với anh em cái bản hai đĩa đây. Bản hai đĩa đây. Đây các bạn nhá, bản hai đĩa này. Một bên đĩa, đĩa trước nha, hai đĩa trước. Đấy, vẫn là bản 3.0 đằng trước và bản 4.0 đằng sau đây anh em. À 4.5 đằng sau. Đấy. Đây là bản hai đĩa này các bạn này, màu vàng về đủ màu các bạn nhá. Có cả đỏ đỏ đen nữa. Đây này, còn đây là bản 4.0 đằng sau đây. À đây là bản 4.0 với lại 2.5 đằng trước. Các bạn về các bạn lắp như zin. Lĩnh sẽ lấy cho các bạn nhá. Ấy, anh em nhìn không? Quá đẹp luôn, vàng leng keng luôn các bạn. Đấy, đây là cặp 4.0 này. Cặp 4.0 này. Đấy, cặp 4.0. Đấy anh em nhìn không? Đấy thì tất cả các bạn nếu mà các bạn muốn sở hữu được một sản phẩm mông to siêu đẹp thì anh em mình lên cho Lĩnh cái cặp mâm ACO này. Đủ các bản về anh em mình lắp cho Lĩnh cái gắp mà hôm nay Lĩnh muốn nhắc đến các bạn là cái gắp có đã có hàng thì đầy đủ hết các màu các bạn nhá. Thì clip hôm nay thì anh em nào mà đã hỏi Lĩnh cũng rất lâu rồi, anh em nào mà muốn lên đơn số lượng nhanh thì anh em chốt đơn qua Zalo Facebook cho Lĩnh nha các bạn nhá. Và anh tất cả đủ size, anh em nào muốn chưa hiểu rõ gì anh em cứ comment bên dưới Lĩnh sẽ trả lời các bạn. Lĩnh làm clip ngắn để giới thiệu các bạn là mặt hàng này đã về thôi. Clip Lĩnh dừng tại đây nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh em, bye bye.